Nguyên Thi xin kính chào quý vị. Thường thì các món ăn cơm gia đình của chúng ta vẫn là những món ăn mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Cho dù ăn cao lương mỹ vị, cho dù ăn phở, ăn mì, ăn hủ tiếu, chúng ta vẫn nhớ tới cơm, phải không thưa quý vị? Và những món cơm càng bình dân chừng nào thì đôi khi chúng ta lại thèm day dứt đến thế. Chẳng hạn như món cơm cà pháo với lại canh rau đay thưa quý vị. Ngày hôm nay Uyên Thi xin chia sẻ đến quý vị hai món ăn để chúng ta ăn cơm, đó là món cà pháo dầm nước mắm và món canh rau đay với tôm khô thưa quý vị. Tại sao Uyên Thi lại chia sẻ hai món quá đơn giản như vậy? Có thể là nhiều người biết rất là nhiều, nhưng vì đây là cái món ăn truyền thống của người miền Bắc mà có một số người miền Nam không bao giờ biết nấu tới. Uyên Thi đã gặp rất nhiều người lớn tuổi người Nam. Họ đã từng hỏi Uyên Thi, ủa nấu rau đay này nấu như thế nào? Và Uyên Thi cũng đã từng nhờ những người lớn tuổi nấu cho Uyên Thi một tô canh rau đay. Ra Uyên Thi ăn không được, bởi vì rau đay phải biết cách nấu. Và cà pháo mình làm như thế nào để ngon thưa quý vị? Người ta thường thèm ăn những cái trái cà pháo tươi. Bây giờ ở đây cà pháo tươi có rồi, cà pháo muối sổi thưa quý vị. Nhưng mà làm sao cho nó ngon? Hôm nay Uyên Thi chia sẻ đến quý vị món cà pháo trước, cà pháo dầm nước mắm. Uyên Thi sẽ mua một vỉ cà pháo thưa quý vị. Một vỉ cà pháo này khoảng chừng một pao, để Uyên Thi coi, khoảng một pao rưỡi, một pao hai thôi, chưa tới một pao rưỡi. Uyên Thi, tại vì người ta đã bỏ trong vỉ rồi cho nên mình không lựa được. Thành ra Uyên Thi không có thể nào chia sẻ cái cách lựa. Thường thường lựa cà pháo á, là những cái cùi á, mà nó to, nó còn tươi, tất nhiên là cà pháo ngon. Và Uyên Thi sẽ cắt ra làm hai thưa quý vị. Uyên Thi bỏ vào trong nước, nhưng mà Uyên Thi quên là cái nước này chúng ta sẽ cho vào một muỗng cà phê muối ở trong này để cho cái cà nó không bị đen thưa quý vị. Cũng như là mình ngâm như vậy thì cái cà nó được giòn hơn. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái cuống cà đi. Và trái nào lớn thì quý vị cắt ra làm tư. Chẳng hạn như trái cà này quý vị sẽ cắt ra làm tư. Có nhiều người ăn cà bị đau nhức mềm mẩy thì sẽ không ăn. Nhưng mà Uyên Thi thì được trời thương cho nên ăn bao nhiêu cà cũng không sao cả. Cho nên Uyên Thi rất ghiền cái món này thưa quý vị. Nhiều khi chỉ cần một một miếng cà muối sổi và chấm mắm tôm, ăn cơm là thôi ăn 3 4 chén thưa quý vị. Cũng giống như người miền Nam mà ăn mắm vậy đó. Đó. Trái nào nhỏ chúng ta cắt làm hai, hoặc là tùy, thí dụ như quý vị nó muối mà ngày mai ăn liền thì quý vị cắt nhỏ một chút làm tư. Còn nếu mà quý vị để một vài ngày quý vị mới ăn thì quý vị chỉ cắt làm hai thôi. Và khi mua về chúng ta cũng không cần phải rửa, bởi vì chúng ta sẽ cắt ra rồi chúng ta cũng phải rửa lại. Tại mình phải rửa lại chứ không thôi cái mủ ở trong cái cà thưa quý vị. Trái này chắc già này. Tại mình thì thấy ở dưới đấy nó dưới đít trái cà nó vàng, thấy không? Nó già. Đó, mình cắt cà ra. Sau khi mà chúng ta đã cắt cà, chúng ta ngâm muối. Nếu mà có giờ, quý vị có thể ngâm khoảng chừng 10 phút, 15 phút để cho cái cà nó ra bớt nhớt hoặc là bớt cái chất mủ. Còn không thì quý vị rửa bằng muối như thế này. Sau đó, quý vị sẽ chắt bỏ nước đi. Đó. Và chúng ta sẽ giữ lại cái cà này. Bây giờ chúng ta sẽ làm nước sốt vào để ngâm với cà này. Trong cái cà này thì quý vị sẽ cho vào đây khoảng chừng 2 cho tới 3 muỗng canh nước mắm ngon, là nước mắm hiệu Red Bull thưa quý vị. Uyên Thi sẽ cho hết vào đây là khoảng chừng 2 muỗng canh hơn thưa quý vị. Rồi Uyên Thi vứt luôn cái chai luôn. Rồi, chúng ta sẽ cho vào khoảng 1 cho tới 1 muỗng rưỡi canh giấm. Muỗng canh giấm thưa quý vị. Rồi. Và chúng ta sẽ cho vào đây 3 muỗng canh đường. Đó. Và quý vị cho vào một tí xíu muối. Khoảng chừng 1 phần 3 cho tới 1 phần 4. 1 phần 4 cho tới 1 phần 3 muỗng cà phê muối. Quý vị cho dùm cho Uyên Thi 2 muỗng canh ớt xay, ớt bằm.
và khoảng chừng 1 phần 4 chén. Tất nhiên cái này khoảng chừng 3 muỗng canh á, 3 muỗng canh tỏi bằm luôn thưa quý vị. Càng nhiều tỏi thì càng ngon. Và quý vị biết là tỏi là một cái hỗn hợp mà là một cái loại rau cải mà rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và lúc này chúng ta chỉ cần trộn đều lên. Đó. Quý vị thấy bây giờ nó mùi nó rất là thơm thưa quý vị. Và nhìn rất là hấp dẫn. Chưa hết. Với phần này đó là phần tỏi thơm của mùi tỏi thôi. Bây giờ cái phần mà vật liệu chính để cho cái món này nó thơm ngon hơn đó là riềng thưa quý vị. Củ riềng chúng ta rửa cho sạch. Nếu mà cái vỏ nó già chúng ta gọt sơ, mà đây là củ riềng nó hơi non cho nên Yến Thi để nguyên. Và Yến Thi sẽ thái, rửa sạch sau đó Yến Thi thái ra. Thái mỏng ra. Đó, thái mỏng một miếng riềng ra như vậy. Và cái này Viên Thi sẽ thái lại chỉ quý vị. Rồi quý vị thái chỉ ra như vậy là khoảng chừng 2 cho tới 3 muỗng canh riềng thái chỉ. Lúc này quý vị chỉ cần trộn hỗn hợp cái riềng này vào cái hỗn hợp cà. Và chúng ta sẽ để ở đây. Lúc này Uyên Thi cũng vặn lò lên để chúng ta chuẩn bị nấu canh cho nước nó sôi lên thưa quý vị. Trong khi mà chờ để cho cà nó thấm thì Uyên Thi sẽ bỏ vào trong một cái hộp. Rồi. Và cái hỗn hợp này Uyên Thi cất đi. Cất vào tủ lạnh nha thưa quý vị. Cất vào tủ lạnh thì sau khoảng chừng ngày hôm sau, hoặc là quý vị để ở ngoài khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, sau đó quý vị cất vào trong tủ lạnh qua overnight là quý vị có thể ăn được, hoặc là quý vị để 1-2 ngày vẫn ăn được. Và bây giờ đó là cái món cà pháo mà quý vị thấy rất là dễ. Bây giờ Uyên Thi sẽ làm tới cái rau đay. Rau đay nghe nói rau thì mình nghĩ cũng dễ phải không thưa quý vị? Ở đây Uyên Thi có rau đay, Uyên Thi là xài tới 2 bó. Uyên Thi làm sẵn trước rồi nhưng mà Uyên Thi chừa lại để cho quý vị thấy cái loại rau đay nó là loại như thế này. Và cái lá nếu mà quý vị để ý, quý vị rờ sẽ sảm, nó không có mềm mại như là lá rau mồng tơi. Nhưng mà nó có một cái độ nhớt và khi quý vị lặt rau đay, chúng ta Uyên Thi sẽ không có lấy cái cọng. Uyên Thi lấy cái đọt non ở trên và Uyên Thi dùng cái lá thôi. Uyên Thi lặt ra, Uyên Thi chưa có rửa thưa quý vị, không cần rửa, mình một chút nữa mình sẽ rửa rất là kỹ cái món canh rau đay này và chúng ta lặt. Uyên Thi còn nhớ là cái rau đay này đó, hồi lúc mà nhà Uyên Thi có một thời gian ba Uyên Thi ra ngoài Dĩ An đó, mua đất ở ngoài đó thì mùa hè tụi Uyên Thi hay ra ngoài đó chơi, rất là vui, có những cái hàng cây cao su, đi vô trong rừng cao su rồi đi đi bắt con này con kia hoặc là đi theo mấy cái nhà xung quanh đi ha, đi nhổ đậu phộng rồi đó thưa quý vị. Thì rau đay này nè, khi nó mọc lên cái nó rụng xuống thưa quý vị, nó mọc hai bên hàng như là cỏ dại vậy đó. Lúc đó Uyên Thi chưa biết ăn rau đay. Nhưng mà sau này thì Uyên Thi biết ăn rau đay rồi. Thật sự rau đay ở Việt Nam Uyên Thi không có ăn, mẹ không có nấu. Nhưng mà qua đây rồi Uyên Thi mới học cách nấu rau đay. Sau đó quý vị sẽ cắt nhỏ ra. Quý vị cũng có thể để nguyên lá như vậy rồi mình vò cũng được. Nhưng mà Uyên Thi để ý, Uyên Thi cắt nhỏ, Uyên Thi ăn thấy ngon hơn. Nó smooth, tất nhiên nó mềm mại và nó trôi vào trong cái cuống họng của mình nó ngon hơn. Sau đó Uyên Thi sẽ bỏ vào trong rổ. Và Uyên Thi sẽ đem cái rau đay này, Uyên Thi đi rửa. Rửa như thế nào thưa quý vị? Ở đây
Uyên Thi đã có sẵn một cái thau nước. Uyên Thi sẽ để cái rổ này vào. Và lúc này Uyên Thi sẽ dùng tay để Uyên Thi vò. Uyên Thi sẽ bỏ bớt nước đi, tại vì để nước nhiều quá nó sẽ bị trôi ra ngoài. Uyên Thi đổ mớt nước và lúc này Uyên Thi sẽ dùng tay Uyên Thi vò. Chúng ta vò cái rau đây giống như là vò quần áo vậy đó. Chúng ta vò như vậy thưa quý vị. Và quý vị cứ vò. Vò thì bây giờ quý vị thấy nước vớt nó ra nè. Chúng ta vò như vậy thì cái lá khi chúng ta ăn nó mềm mại, nó không có bị sảm. Còn chúng ta không vò, chúng ta chỉ cắt ra, chúng ta ăn cái lá nó vẫn bị sảm. Và nó sẽ làm mất ngon đi cái canh rau đay. Và sau khi mà chúng ta đã vò như vậy rồi thì chúng ta xả nước vào. Và chưa xong đâu thưa quý vị. Quý vị thấy cái nước không, nó đen phải không? Rồi chúng ta sẽ xả tiếp. Xả cho tới khi nào mà quý vị thấy cái nước á nó trong rồi đó. Nó hơi trong thôi, đừng có, nó coi như nó xanh trong á. Nó xanh xanh chứ đừng có bị đen thì là được. Và Uyên Thi thường thường Uyên Thi làm như vậy là 4 5 nước là nó mới ngon. Cái rau đây mình ăn mình mới thấy nó smooth và nó ngon lắm. Nó không có bị sảm mà nó mềm mại ở trong cái miệng của mình. Và quý vị thấy đó, nước nó vẫn xanh thấy không? Vẫn đen thấy không? Và chúng ta sẽ xả lại. Cho nó ra hết cái chất nhớt đi. Thật ra ăn nó cũng nhớt nó mới ngon nhưng mà nó vừa thôi thưa quý vị. Và chúng ta sẽ bỏ cái nước đi. Chúng ta lại tiếp tục xả nước khác. Làm như vậy khoảng 4 5 lần thưa quý vị thì cái rau đay của chúng ta mới ngon. Vâng, kính thưa quý vị, sau khi mà Biên Thi đã xả khoảng 5 6 nước như vậy thì quý vị thấy cái nước bây giờ nó trong, nó không có xanh nữa nè. Và Uyên Thi để cho nó ráo nước. Mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Sau một vài phần thông tin thương mại, Uyên Thi sẽ trở lại với món cà pháo dầm nước mắm và canh rau đay. Công ty Prom xin giới thiệu đến quý vị Pro 5 Plus. Pro 5 Plus là một sản phẩm tẩy độc và làm sạch đường tiêu hóa. Pro 5 Plus được bào chế hoàn toàn thiên nhiên, sử dụng đơn giản và hiệu quả. Chỉ cần 5 ngày thanh lọc sẽ giúp quét sạch các độc tố tích lũy trong đường ruột, giúp đi tiêu dễ dàng và làm tăng cường hệ miễn dịch. Các triệu chứng như táo bón, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy hơi hay mệt mỏi kinh niên thì sẽ có kết quả mỹ mãn sau 5 ngày thanh lọc với Pro 5 Plus. Ngay cả khi không có các triệu chứng trên, vẫn có thể sử dụng Pro 5 Plus để có sự hành thông đại tiện và một sức khỏe tốt. Pro 5 Plus được đóng gói nhỏ để thuận tiện cho việc sử dụng, chỉ cần pha một gói cùng với 8 ao nước lọc, khuấy tan đều trước khi uống. Uống ngày 2 gói trong 5 ngày liên tục, quý vị sẽ có một sức khỏe tốt, đại tiện đều đặn và một làn da sáng đẹp một cách tuyệt vời và ngoạn mục nếu được sử dụng đều đặn mỗi tháng một lần. Mọi chi tiết hay đặt hàng xin liên lạc 1-800-338-4121 hoặc gọi về cho Uyên Thi 714-391-2128. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu với món cà pháo dầm nước mắm và canh rau đay nấu tôm khô thưa quý vị. Thì ở đây Uyên Thi ngâm tôm khô ra, Uyên Thi có một cái chén nước tôm khô, Uyên Thi sẽ đổ vô đây luôn ha. Rồi cái tôm khô mà Uyên Thi đã ngâm đó Uyên Thi sẽ xay ra, chứ Uyên Thi không có để nguyên con, bởi vì xay ra nó sẽ hết cái chất ngọt vào và cái lúc chúng ta ăn á thì cái tôm nó quyện vào trong cái rau đay nó ngon hơn là chúng ta để nguyên con. Và cái tôm này Uyên Thi cũng sẽ đổ vào trong cái nồi canh của Uyên Thi luôn để cho nó ra chất ngọt. Đó. Rồi, canh rau đay này Uyên Thi sẽ nấu với mướp thưa quý vị. Và Uyên Thi thì thích ăn mướp khía. Mướp khía là mướp này. Nhưng mà khó lắm Uyên Thi mới tìm được những cái mướp non như vậy. Thường thường đa số trái mướp nó rất là to và rất là bự thì Uyên Thi không có thích. Uyên Thi hay lựa những trái mướp non như vậy. Và khi mà Uyên Thi cắt hai đầu đi rồi, Uyên Thi sẽ bào cái vỏ đi. Quý vị dùng con dao bào thường của Mỹ cũng được rồi. Và Uyên Thi nấu, tại sao mà Uyên Thi thích ăn mướp này? Bởi vì cái nước mướp này nó không có mềm thưa quý vị. Và nó cũng ngọt nữa. Mà nhiều người thì thích mướp hương. Nấu nó thơm, nhưng mà Uyên Thi nấu mướp này, Uyên Thi ăn thấy nó không có bị nhão. Đó. Mà nhất là ở cái nước Mỹ này đó, sao về sau này đó, Uyên Thi ăn mướp hương á, Uyên Thi thấy nó bỏ vào nấu nó hay bị đen lắm thưa quý vị. Thành ra Uyên Thi nấu bằng mướp này thì nó không có bị đen. Rồi Uyên Thi sẽ vứt bỏ cái vỏ đi. Và Uyên Thi lọc lại cái thớt, Uyên Thi sẽ cắt cái mướp này ra. Ở đây á, thì quý vị thấy là
nó cũng sôi rồi thì Uyên Thi sẽ cho cái rau đay vào. Đó. Quý vị biết nấu ra là một hồi cái nồi canh nó xanh, cái rau đay nó xanh nó rất là ngon. Và cái mướp này Uyên Thi sẽ cắt cục như thế này. Cắt cái này là cắt theo kiểu người Bắc á thưa quý vị. Người Nam thì cắt cắt xéo xéo như vậy, nhưng mà Uyên Thi cắt người Bắc như vậy, Uyên Thi ăn Uyên Thi thấy nó giòn hơn. Dưa leo Uyên Thi cũng cắt kiểu như vậy. Đó. Và cắt xong đó thì Uyên Thi sẽ bỏ vào luôn. Khi mà nó vừa chín rau thì vừa chín mướp luôn. Nếu quý vị nào ăn rau đay không thì mình không cần bỏ mướp, mình chờ cho rau đay nó chín, sôi lên lại là rau chín rồi. Còn Uyên Thi, con Uyên Thi rồi đó thì ở nhà thích ăn mướp, thành ra Uyên Thi bỏ vào. Thêm một cái là Uyên Thi mới học mà Uyên Thi muốn chia sẻ đó cho quý vị có thể chế biến thêm. Nhiều khi nhà mình có dư đậu bắp hoặc đậu bắp rẻ mà mình muốn ăn đó, thì quý vị có thể nấu canh rau đay, canh mồng tơi quý vị bỏ vào nó cũng rất là ngon. Đó, chúng ta bỏ vào luôn. Uyên Thi rửa sạch rồi. Hồi xưa mình đâu có bao giờ mình ăn canh chua mình bỏ rau coi như đậu bắp vào phải không thưa quý vị. Nhưng bây giờ quý vị thử đi, canh mồng tơi hoặc là canh rau đay quý vị cho đậu bắp vào đi, ăn cũng ngon lắm. Mà nó lại thêm rau cải cho con chúng ta, thêm cái nửa đậu bắp nó là tốt nữa chứ thưa quý vị. Khi mà mình biết ăn, biết nấu rau đay rồi đó thì quý vị sẽ thấy rằng là nấu rau đay ngon hơn rau mồng tơi. Uyên Thi từ ngày mà mỗi lần mà rau đay mùa hè đó, quý vị biết không, rau đay mà nó rẻ đó, cái quý vị mua, tại vì mùa đông không có rau đay, quý vị mua, quý vị vò nó ra như vậy, xong quý vị cất vô trong tủ lạnh, tủ đá, xong rồi cái tới chừng nào mùa đông quý vị muốn nấu canh rau đay đó, quý vị mang ra quý vị nấu, nhưng mà quý vị đừng để tan đá. Quý vị để tăng đá nó sẽ nhão và nó đen. Cho nên quý vị khi mà quý vị nấu nước sôi rồi, có tôm khô rồi, cái quý vị để nguyên một cái cục đá mà có rau đó, cục rau mà đá, đông đá đó quý vị thả vào trong nồi. Quý vị nấu ra nó y như là một cái nồi canh mới vậy đó. Chứ nó không có bị đen. Đó, đó là cái rau đay mà người ta để dành cho mùa đông. Và trong khi mà chờ đợi rau chín đó, thì Uyên Thi sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê muối. Quý vị cho một muỗng canh bột nêm và một ít nước mắm Red Bot vào. Khoảng chừng một muỗng canh nha thưa quý vị. Nếu quý vị nêm mà xong rồi quý vị thấy nó vừa thì thôi, mà nếu nó lạc mình nêm thêm. Quý vị biết không, mỗi lần nấu canh này con Uyên Thi ăn rất là nhiều. Và các cháu còn xin đem đi làm ăn nữa. Thành ra mình nấu cho con mình ăn, mình chịu khó mình nấu thì ra các cháu ăn cơm rất được. Đó, quý vị thấy cái nồi canh không? Nó trong mà nó xanh. Thêm một chút nước mắm nữa thưa quý vị. Khoảng 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối. Không có cần cho đường, quý vị cho bột nêm. Nhưng mà quý vị không, tùy theo cái lượng mà mình nấu cái này. Uyên Thi nấu 2 gói, 2 bó rau đay với lại 4-5 trái mướp nhỏ, rồi khoảng chừng 10 trái đậu bắp. Thì nó ra một nồi như vậy là gia đình Uyên Thi ăn 4-5 người thưa quý vị. Ăn cơm rồi, ăn cơm tối xong rồi các cháu đem đi làm ăn nữa. Đó, rồi nhiều khi mình húp canh không nữa, Uyên Thi thì hay thích húp canh không. Và đó là cái món canh. Bây giờ Uyên Thi sẽ lấy cái cà pháo Uyên Thi bỏ ra, và cũng như Uyên Thi bỏ canh ra ngoài tô khi mà canh được. Cái cà pháo đây là Uyên Thi đã làm ngày hôm qua. Và quý vị biết khi mà mình làm đó thì quý vị thấy nước nó nhiều hơn rau, tại vì nó ra từ ở trái cà thưa quý vị. Và bây giờ mình sẽ mang ra. Cái này mà mình để với mình ăn được ớt đó, mình cho nhiều ớt mới ngon.
Rồi, lúc này Uyên Thi sẽ lấy một đũa, Uyên Thi ăn thử một miếng. Quý vị cẩn thận nha, coi chừng nó trào nè. Lúc mà mình nấu, mình canh, mình vớt bọt nè. Đó, từ đầu bắp, mướp, cho tới rau, quý vị thấy nó xanh mướt luôn. Đó, và cái nước canh nó không có bị đen. Còn nếu quý vị mà nấu mà không khéo đó, nó sẽ bị đen. Và nhất là quý vị nhìn thấy cái tôm á, là coi như nó trộn lẫn ở trong này, nó không có bị, coi như là cuối cùng nhiều khi còn mấy con tôm khô ở dưới, nó mất ngon. Và đó là cái món canh mà bây giờ Uyên Thi sẽ lấy, Uyên Thi ăn thử một chút coi coi nó như thế nào. Đúng là mình ăn với cơm nhưng mà Uyên Thi sẽ ăn không. Xem coi coi mình có ngon không. Thơm mùi tôm khô thưa quý vị. Rất nóng và rất là vừa ăn vị ngọt của tôm thưa quý vị, và cũng như của chất mướp rồi đậu bắp rồi ra, và cái nước đó quý vị thấy không, nó không có bị đen. Và đó là nấu canh khéo thì nó trong như vậy. Và giờ Yên Thi ăn thử một miếng cà pháo ngày hôm qua Yên Thi làm thì coi nó như thế nào. Quý vị nghe giòn. Tắm rồi. Những món ăn rất là bình dân, rất là đơn giản nhưng đã đi sâu vô lòng của chúng ta. Thì đương nhiên chúng ta cũng muốn các con của chúng ta sẽ có một cái khái niệm, một cái coi như là một cái kỷ niệm từ những món ăn chúng ta nấu ra. Thành ra quý vị tập cho các con mình ăn, biết ăn. Còn nhiều khi mình cứ nghĩ nó độc, mình không cho ăn. Thì mai mốt nhiều khi mình tới một bữa tiệc nào người ta chỉ đãi những món ăn đó không, thì tự nhiên mình sẽ không biết ăn và làm tập cho con mình khó nữa thưa quý vị. Cornerview Bakery. Cornerview Bakery tức Xinh Xinh Bakery trước đây nay được đổi mới hoàn toàn với đội ngũ nhân viên phục vụ trẻ trung. Tiệm có đủ loại bánh ngọt, nhân đặt bánh cưới, bánh sinh nhật và finger foods cho các buổi tiệc. Cornerview Bakery còn có rất nhiều món ăn mặn mới lạ khoái khẩu, phục vụ đến 12 giờ khuya mỗi ngày. Quý khách có thể mua to go hay dùng bữa tại chỗ trong khung cảnh ấm cúng với sắc thái Âu Châu. Đến Cornerview Bakery để thưởng thức món hủ tiếu cao lầu, mì gõ, cơm bò lúc lắc, cơm gà roti, cánh gà chiên nước mắm và nhiều món ăn khoái khẩu mới lạ khác. Quý khách đi dạo phố đêm hay xem các show ca nhạc, khi về ghé qua dùng các loại cháo đêm và cháo giải cảm, đặc biệt có cháo đậu đỏ và cháo trắng với nhiều món ăn kèm theo đậm đà mùi vị quê hương năm nào như tôm rim, cá kho, sả bấu, dưa mắm vân vân. Còn tráng miệng với nhiều loại chè và nước sinh tố nữa. Cornerview Bakery tại 9600 Bosa Avenue, đối diện chợ TNK Food Warehouse. Điện thoại 714 775 8307 775 8307. Huyền Thị kính mời.